Chào mừng anh chị quay lại với kênh của Leon Coffee. Hôm nay em sẽ review cho anh chị một chiếc máy pha đến từ Úc. Đó là chiếc máy pha với cái thương hiệu là Breville. Thì chiếc máy pha này có gì đặc biệt thì các anh chị hãy cùng em tìm hiểu và theo dõi hết clip ngày hôm nay. Thì đây là chiếc máy pha Breville 878 Pro. Thì trước phiên bản Breville này á, thì trước đó có những cái dòng như là Breville 870 hoặc là Breville 875. Thì theo em quan sát á, thì so với các cái dòng, các cái bản Breville trước đó á, thì chiếc máy pha Breville 878 Pro này có cái thiết kế tinh xảo, hiện đại và nhìn bắt mắt hơn, sang trọng hơn nhờ các cái đường bo cong nè. Đó. Thì nó khác cái gì? Khác thứ nhất là đường bo cong, thứ hai là hãng trang bị thêm cho chúng ta một cái màn hình LCD và hạn chế bớt các cái nút ở trên thân máy, giúp cho máy nhìn nó tinh tế hơn và nó sang trọng hơn. Thì khi nhắc đến Breville thì chúng ta sẽ có một cái điểm rất là thích ở đây, chính là máy sẽ tích hợp cho chúng ta luôn một cái chức năng xay ở trên máy. Là khi chúng ta mua chiếc máy xay Breville 878 này về thì chúng ta sẽ không cần phải mua máy xay riêng nữa. Một cái điểm mà em rất là thích. Thì cái phễu chứa này thì nó chứa khoảng tầm 300 gram cà phê nha mọi người. Thì khi mà mình mua chiếc máy pha này về á, hãng sẽ kèm theo cho chúng ta một số vật dụng, như là thứ nhất là một cái tay cầm rất là chắc chắn nha mọi người, tay rất là chắc, rất là nặng đó. Tiếp đến là hãng sẽ trang bị thêm cho chúng ta một cái bộ lọc như thế này, một cái bộ lọc nước khi để mà cản những cái vật hoặc nó vào trong máy á, giúp cho máy nó vận hành trơn tru hơn. Một cái bộ vệ sinh cái lưỡi xay này nè mọi người, với lại một cái kim này để vệ sinh cái lỗ các cái lưới dưới filter đây. Một cái gạt cà phê khi chúng ta lấy cà phê. Một ca đánh sữa. Và bốn cái filter như thế này. Khi mà em mở cái hộp này ra giống như là em mở hộp Apple Watch á, nhìn rất là đẹp đây ạ. Bốn cái lưới filter như thế này, rất là nhiều cho chúng ta có cái sự đa dạng về lựa chọn filter để pha hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào chiếc máy Breville 878 Pro này. Thì máy có những gì? Thì đầu tiên á, đây là một chiếc máy pha sử dụng bơm rung nha mọi người. Với cái boiler cũng nhỏ chứ không có được nhiều đâu, thể tích cũng rất là nhỏ. Thì chiếc máy pha này á, có công suất á, là chúng ta có thể pha được khoảng từ 80 ly đến 100 ly một ngày, phù hợp cho các quán như là quán mô hình nhỏ nè, cà phê mang đi hoặc là văn phòng gia đình đều sử dụng được, tại vì nó thiết kế rất là nhỏ gọn. Và trọng lượng của chiếc máy pha này chỉ khoảng tầm 10kg thôi nha mọi người. Chiếc máy pha này á, sẽ sử dụng là bình nước không hút nước tự động, mà chúng ta sẽ dùng một cái bình nước đằng sau đây ạ. Thiết kế cũng rất là hay, nhìn hay hơn so với những cái chiếc máy pha như là CRM. Đây ạ. Thì cái bình chứa nước này á, thể tích của nó lên đến 2 lít nha mọi người. Lên đến 2 lít. Rồi, chúng ta sẽ đi vào các cái chi tiết trên thân máy. Thì ở đây chính là cái chỗ để chúng ta lấy cà phê. Bây giờ thì em sẽ mở máy lên. Thì thường á, để khởi động chiếc máy pha này chúng ta chỉ mất khoảng tầm từ 15 đến 30 giây thôi, rất là nhanh. Chúng ta sẽ không phải mất thời gian lâu để mà khởi động máy. Đây là cái chỗ lấy cà phê nè, chúng ta sẽ đặt vào như thế này, rồi nhấn vào thôi thì cà phê sẽ tự động ra. Đó. Đây là họng chiết xuất cà phê. Thì đây là dòng máy pha một rúp. Và đây là vòi đánh sữa. Và chúng ta sẽ có thêm một cái vòi lấy nước sôi, nó nằm ở trên đây nè mọi người. Nó nằm sát họng chiết xuất luôn. Đây là vòi lấy nước sôi nè. Đó. Rồi, trên thân máy thì được trang bị như lúc đầu em đã nói là có một cái màn hình LCD ở đây. Đó, đây là nút nguồn để khởi động máy. Tiếp theo là hai nút này để chúng ta set up các cái chức năng trên máy như là pha double hoặc là pha single hoặc là vệ sinh máy hoặc là nhiều cái chức năng khác nữa. Rồi, bên đây thì có một cái núm điều chỉnh cái kích thước bột. Đây ạ, cái núm này nè. Khi mà chúng ta xay sang bên
bên trái, có nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ á mọi người. Thì tức là chúng ta sẽ tăng độ lên. Và khi mà cái số này càng lớn, tức là cái độ xoay nó sẽ càng lớn. Và khi chúng ta xoay ngược lại theo chiều kim đồng hồ thì số nó càng nhỏ, tức là cái độ xoay của chúng ta sẽ càng nhỏ. Đây ạ. Thì thường khi mà một chiếc máy mới về thì chúng ta để độ xoay khoảng tầm 8-9 là được. Rồi, bên đây thì chúng ta sẽ có nút lấy nước sôi. Đây là cái chỗ để lấy nước sôi. Khi mà mình gạt sang đây nè, mình gạt theo cái chiều kim đồng hồ á, tức là chúng ta để em coi ký hiệu coi. Đây là lấy nước sôi nè, gạt theo chiều kim đồng hồ là lấy nước sôi. Gạt ngược lại nó có cái biểu tượng đánh hơi nè, tức là chúng ta đang đánh sữa đó. Thì về thân hình của máy á, thì được làm từ kim loại là nhôm và thép không gỉ, rất là sáng bóng, nhìn rất là sang trọng. Ở trên đây á, thì nhà sản xuất còn trang bị thêm cho chúng ta một cái chỗ để hâm khay tách. Khi mà mình muốn ly tách của chúng ta nhanh khô hơn thì chúng ta có thể úp lên đây. Một chiếc máy pha dù cho có thiết kế tinh xảo, đẹp mắt và bắt mắt đến đâu thì cái điều quan trọng nhất vẫn chính là cái chức năng pha cà phê. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em pha thử cà phê trên chiếc máy pha này, là xem thử chất lượng cà phê ra có ok hay không, lớp rema, rồi mùi vị và hương thơm như thế nào. Thì bây giờ em sẽ pha thử cho mọi người xem. Đầu tiên thì em sẽ lấy cà phê. Ở đây thì em đang để là độ xoay là 9 và cái thời gian lấy cho double shot là 13.5 giây. Rồi, sau khi lấy cà phê xong thì chúng ta sẽ nén tăm bơ. Một cái điểm mà rất là hay nha, chúng ta có thể gắn cái cục nén tăm bơ này nè lên trên đây luôn, giúp chúng ta tiết kiệm diện tích khi mà chúng ta pha chế hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp tay cầm này vào máy pha. Ở đây thì em sẽ sử dụng là nút double shot để pha nha mọi người. Rồi. Này là em xả nước trước khi mà em lắp tay cầm vào. Thì mọi người hãy quan sát thử là dòng chảy với lớp rema và khi pha xem thử là có mùi thơm hay không. Thì ở đây em thấy dòng chảy khá là kẹo, sánh kẹo, nghe rất là thơm nha mọi người. Thì thời gian 24 giây để pha cho double shot. Thì đây ạ, đây là ly espresso 60ml mà em vừa pha ra xong. Mọi người quan sát nè, cái lớp rema nó rất là dày luôn, đây ạ, rất là dày, mùi rất là thơm và màu sắc của lớp rema cũng rất là đẹp và mịn, đây ạ. Thì vừa rồi là em đã pha thử cà phê trên chiếc máy pha Breville 878 Pro này. Thì để so sánh những cái chiếc máy pha cùng phân khúc với Breville như là dòng CRM á, thì theo em đánh giá chiếc máy pha này đáng cho chúng ta bỏ tiền ra và sử dụng hơn, vì các cái chức năng thương hiệu cũng như là tích hợp cả cái chức năng xay rất là tiện lợi và thuận tiện trong cái quá trình pha chế. Thì hiện tại Lâm Coffee cũng đang có phân phối dòng máy pha này. Nếu như mà anh chị nào quan tâm hoặc là mình có câu hỏi thắc mắc á, hoặc là mình muốn biết giá của chiếc máy pha này thì mọi người hãy comment bên dưới, Lâm Coffee sẽ tư vấn cho anh chị tận tình hơn. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại trong các video sau.